với công phu võ thuật cổ truyền Việt Nam để sắp đặt và kiến trúc thành một vở võ kịch. Xuất phát từ truyền thuyết Việt Nam, Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, nhằm mục đích giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tính nhân văn thượng võ, là niềm tự hào của mọi thế hệ người Việt Nam và cũng là cầu nối để quảng bá những hình ảnh đẹp nhất về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè trên toàn thế giới. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Đây là 8 người. Các bạn có số lượng bạn nhiều, có xem nhiều không? Mùa xa xưa, khi đất trời còn hoang sơ, bỗng nhiên sống dậy những linh hồn đất Việt. Đấy, đấy. Âu Cơ gặp Lạc Long Quân và kết duyên chồng vợ. Sau đó đẻ ra một cái bọc trăm trứng và được các thiên thần trên trời xuống giúp. Bọc trứng đã nở ra 100 người con trai khôi ngô tuấn tú. Âu Cơ nàng ơi, nàng hãy nhìn xem những đứa con của chúng ta sắp sửa chào đời. Những đứa con ra đời như những thiên thần báo hiệu đây là những sinh linh đầu tiên của đất trời, báo hiệu những điềm lành cho đất Việt. Họ sống với nhau không được bao lâu, Lạc Long Quân phải nói lời chia tay. Âu Cơ nàng hỡi, ta vốn là giống rồng, nàng là giống tiên, không thể ở với nhau mãi được. Này, nàng hãy đưa 50 người con lên rừng, còn ta sẽ mang theo 50 người con xuống biển. Chúng ta cùng nhau khai phá đất trời, cải tạo thiên nhiên, xây dựng xóm làng, giữ yên bờ cõi. Chia tay Lạc Long Quân và các con, Âu Cơ dẫn theo 50 người con lên rừng và giao cho người con trai trưởng ở lại núi Nghĩa Lĩnh, Phong Châu dựng xây cơ đồ, nay là vùng đất Phú Thọ. Con yêu của ta, con là con trưởng,
hãy nghe lời ta nói. Nơi đây núi non hùng vĩ, phong thủy kỳ thú, còn hãy ở lại đây sinh cơ lập nghiệp và nhớ lời ta dặn. Cày cuốc gieo lúa trồng khoai, chế tạo cung tên kiếm đao bẫy hổ, đánh cá theo sông nuôi trồng tìm bãi, dệt vải xe tơ dựng nhà hạ trại, chặt cây phát cỏ làm dãy làm nước, và rèn võ luyện binh để chống chọi với thú dữ, bảo vệ xóm làng. Giờ con hãy đi đi. Sau khi chia tay Âu Cơ và các con, Lạc Long Quân đi theo dòng sông Đỗ Động Giang đến biển Nam Hải, vùng đất